chúng ta sẽ tiến hành bố trí thang bộ. Các bạn hãy quay vào mặt bằng Structural Plane Ground, sẽ chạy thang từ tầng trệt lên tầng 1. Thẻ Architecture, ô Circulation, chọn câu lệnh Stair, thang bộ. Các bạn lưu ý này, tại thẻ Type Selector có 3 loại thang bộ mà Revit nó đã trang bị sẵn. Một là Assembled Stair, cầu thang liên hợp, gỗ, thép hay là cấu tạo từ thép định hình, vân vân, là loại này. Loại thứ hai, Monolithic Stair Casting Place, là bản liền khối đổ tại chỗ. Và loại thứ ba là Precast Stair, là bê tông đã đúc sẵn. Loại liền khối và đúc sẵn các bạn sẽ học ở video sau. Trong cái bài học này chỉ tập trung vào cái loại là cầu thang liên hợp thôi. Các bạn hãy chọn vào loại là Industrial and Assembly cho tôi ạ. Chân thang ăn vào tầng trệt, đỉnh thang cắn vào tầng 1. Chiều cao của thang bộ theo thiết kế là 4,5 m. Số lượng bậc mong muốn là 25. Các bạn lấy 4.500 chia số lượng bậc 25 thì sẽ ra chiều cao một bậc thực tế là 18 cm tại đây. Tại ô Component, các bạn hãy chọn vào phần Stretch, là vẽ một đoạn thẳng cho tôi ạ, cầu thang thẳng. Tôi sẽ vẽ thang bộ chạy theo hình chữ L, các bạn quan sát nhé. Giả sử nhịp đầu tiên tôi sẽ để là 10 bậc và nhịp thứ hai sẽ để là 15 bậc. Location line run right, tức là đang căn theo mép phải của thang bộ. Tôi sẽ vẽ chưa lơ tại vị trí này nhé. It's right circuited 17 remaining, tức là 8 bậc được tạo ra còn 17 bậc. Tôi muốn nhịp thang đầu tiên là 10 bậc thì tôi sẽ kéo chuột sang bên trái sao cho nó hiện ra là 10 riders created 15 remaining, nhấp chuột trái. Như vậy nhịp thang đầu tiên chỉ định 10 bậc. Sau đó tôi sẽ di chuột sang vị trí này. Các bạn chỉ lấy họa thôi nhé, cách ra một đoạn như tôi chỉ định. Và sau đó kéo chuột sao cho nó chạy đến khi nào báo là 15 riders created the remaining, tức là bạn tạo ra được 15 bậc nữa rồi đấy. Còn không bậc thì nhấp chuột trái để kết thúc cái đợt thang số 2. Như vậy các bạn để thấy là chúng ta có bậc thang số 1 này, kết thúc với đợt thang là bậc 10 này, bắt đầu bằng bậc số 11 và kết thúc bằng bậc số 25. Khi chúng ta vẽ thì cái tham biến là Automatic Landing này nó được tạo ra. Điều đó có nghĩa là gì? Cái chiếu nghỉ này nó sẽ tự động nó tạo ra cho các bạn. Sau đó các bạn nhấp chuột vào ô Mode, chọn là Finish Edit Mode, thoát khỏi môi trường vẽ phác thảo thang bộ. Các bạn lưu ý điều này. Cảnh báo liên quan đến cái tay vịn nó đang không được mịn, các bạn tạm thời bỏ qua trong cái video này.